Cái này cái nu quá trời nữa bạn. Cái này nu mà khỉ, mà dòng này nu ghê luôn, nguyên cái chùm nu này dài lên trên. Nó hơi ngược sáng để mình quay quay kia. 30 dòng. 30 dòng. Còn cái bể này thì bự hơn. Cái bể này nó bự lắm. Tại nó dính liền nè. Ngon cái bể nó như tử. Cái này ship được nè, cái này dễ. Mày nu thì dễ sống. Nu cục lên tới ngọn luôn. Cái này hồi xưa mình mua nu dữ lắm. Phái nu mua. Đưa lại cho anh em nó nuôi nè. Nó cao 1m1 đó nha bạn. Nu khủng khiếp luôn. Cái này bán cục nu chứ thật sự cái cây nó cũng không có đẹp lắm nha bạn. Trong vòng Gò Công thì cái nào nu nhiều thì hiếm thì mình ấy thôi, chứ còn nu thường thường thì khác. Nu Gò Công.